Thưa quý vị, người dân thời điểm này cần chủ động các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là tiêm chủng vaccine đủ liều và đúng lịch để phòng COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. Đây là khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế. Bộ nhận định, Tết cổ truyền và mùa lễ hội đầu năm, nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao, cùng thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường. Đây là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, nhất là với nhóm trẻ em có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền. Bên cạnh đó, các biến chủng, biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, miễn dịch do tiêm vaccine giảm dần theo thời gian.